Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu sau lưng của mình là có hai chiếc BX Beijing của Trung Quốc các bạn. Đây, hai xe màu đen. Đây cho các bạn xem xe Beijing. Xe rất là đẹp nha các bạn. Hai chiếc, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Beijing rất là đẹp. Rất là đẹp nha các bạn. BX Beijing. Thì sao là các bạn nhìn rất là đẹp. Đây, có xe. Nhìn xe đã không? Đây, có đây phải không? Không, đâu rồi. Đây đây mở. Ok. Quá đã luôn. Đồng. Y chang dòng của VinFast luôn. Quá đẹp ha. Cái này là 5+2 đúng không? 5+2. Đẹp quá, xe này quá đẹp. Đây, sơn nè, sơn tự động. Kiến đá tự động luôn các bạn. Hai xe màu trắng và màu đen giống nhau luôn các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem vào trong. Rất là đẹp các bạn. Đẹp phê luôn á. Xe dàn xe rất là sang trọng và quý phái các bạn. Giờ để mình test thử cái phía trên nó gồm có những gì nha. Nhìn dàn xe rất là bốc lửa luôn các bạn. Phê quá đã. Rồi giờ mình qua anh kia mình thử lái xe rất đẹp nha các bạn. Nhìn như là một cái xe cổ mẹt vậy đó các bạn. Rất là đẹp. Hiện đại luôn các bạn. Ngồi chỗ ngồi rất là rộng, thoải mái luôn. Rất ok. Xe quá đã các bạn ơi. Xe phê, để mình thử xe nha. Đây, đèn là B nữa các bạn. Xe sẽ báo. Rồi, mình sẽ cho ra nha. Êm lắm mà quá đã luôn. Đang cho lấy cả miếng. Đó, thắng cực kỳ ăn. Đó, lần đầu tiên mình thử xe BX.
phê. Cảm giác thật là đã. Xe rất mạnh nha bạn. Máy rất mạnh và chạy rất là phê. Đây, em thử phía trước nha. Đó, xe máy rất mạnh nha bạn. Tự động hết các bạn. Đây. Quá phê các bạn, xe đã đó. Xe này rất là êm, máy lạnh thế bộ ngon các bạn. Wow, quá đã luôn các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Xe đi êm vô cùng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Màn hình phía trước nè. Như là một cái dòng xe cao cấp, xe của mày kia đó mà. Mặc dù là xe Trung Quốc thôi, nhưng mà đi như là một cái xe của mẹ. Êm lắm các bạn, xe này chạy rất êm. Nhiều khi mình đi mệt chứ các bạn sẽ nhìn thấy nó cái cảm giác nó như thế nào. Còn chứ mình thêm mình thấy xe rất êm. Đó các bạn nhìn thấy không? Mà máy lại mạnh nữa. Xe phê. Đó, camera cũng rất nhạy nha các bạn. Phiên bản này là phiên bản tiếng Anh rồi nha. Hồi xưa mấy cái phiên bản BX là phiên bản tiếng Hoa thôi. Tay lái êm lắm mà. Rồi. À, mình cho các bạn xem. Đây. À, đây, ấm về B nữa các bạn. Đó, máy hết nè. Đây nè. Về mò đó các bạn. Đó, thấy không? Xe bây giờ là giao diện gần như là toàn bộ là tiếng Anh hết. Hồi xưa thì cái màn hình này là có tiếng Hoa nha các bạn. Đó, xe cảm biến rất là đã luôn các bạn. Đó, xe này quá đã. BX Beijing. Đây. Wow. Đây. Đó, báo cho các bạn biết nè. À, cái chỗ đổ xăng đang mở nha các bạn. Này, các cái thông số thời tiết cho các bạn biết. Đây, Beijing. Rất là đẹp. Wow, trên xe này rất là hiện đại nha các bạn. Xe thuộc dạng là xe công nghệ. Đó. Đèn rất là ok, cảm biến hết luôn các bạn. Wow. Thấy chưa? Rất là dữ dằn. Đây, xe có trần luôn các bạn. Đây. Wow, à, cửa sổ trời rất là mát các bạn. Cửa sổ trời rất là mát. Rồi chưa? Rồi. Các bạn có thể đóng cửa sổ trời vô nè. Các bạn muốn để sáng thì sáng, hoặc là muốn đóng vô thì đóng, phải không? Rồi chưa? Wow. Đó, bạn thấy xe rất đã nha các bạn. Đây, để mình test các tính năng coi. Đây. À, điều hòa nè. Ha, các bạn có thể chỉnh điều hòa lên xuống. Đó. Đó, chỉnh bên người này, bên người kia. AC.
AC là nó sẽ mát hơn. Đó. Đó. Thấy không? Cái không khí nó sẽ lạnh hơn. Đó. Thì các bạn lên xe AC. Đây. Đó, cái nút nè các bạn. Đây, nút Beijing. Đó, nút Home này, Media này. Và nút Volume nè. Đó. Nút tắt mở. Đó. Rồi trên đây. Trên màn hình thì vẫn có các cái nút Volume nè. Đây. Đây. Nút OK. Nút Home. Ồ, rất là nhiều menu các bạn. Đây, định vị nè. Telephone nè, assistant nè, hỗ trợ nè. Đó, rất là nhiều các bạn. FM nè, music nè, style nè. Bạn OK thì bấm vô nè. Đó, nó sẽ báo cho là DVD. Đó. Rồi service đây. Đây, service. Đó, còn không thích thì thôi. Đây, còn cái đây camera nè các bạn. Đây. Camera thì họ sẽ cho mình thấy cái camera trước. Đó, khi mình muốn đi camera trước. Rồi giờ ví dụ như mình sẽ cho camera lùi nha. Đó. Thì khi đó đây, để mình thử coi. Đó. Thì nha. Đó, ví dụ mình thử cho lùi coi. Đây, lùi camera lùi nè các bạn. Thấy không? Đó, camera lùi rất rõ nha các bạn. Rồi, giờ mình cho cái camera tới nha. Ồ, quá rõ luôn các bạn ơi. Đẹp ghê luôn. Đẹp cực kỳ. Đó, radar display nè. Ung vinh nè, mặt bình có cái đó các bạn có thể chọn sáng nè. Đó, rất là nhiều các cái chế độ nha. Quét QR, password, Wi-Fi. Wow, quá dữ, thấy không? Nhiều lắm à. Hoan nghênh sử dụng Bắc Kinh xe cơ, hành hữu đạo, đá thiên hạ. Ồ, họ vẫn tiếng Anh này, on speak này. Ok. Home này. Wow. Quá nhiều tính năng. Ừ, xe lạnh ghê luôn các bạn. Tay cầm và đèn màn hình nhìn rất là dữ dằn luôn các bạn. Nhìn cái nấm thôi các bạn thấy ok rồi. Đây cái remote nè. Đó, remote điều khiển nè các bạn. Đó, remote mở cốp nè, tìm xe nè, khóa mở ra các bạn. Quá phê. Rồi bây giờ mình thử chạy tiếp nha, để khám phá thêm cái tính năng của xe này coi như thế nào nha các bạn. Còn êm lắm mà. Xe chạy mình thử các cái độ giảm sốc của nó. Tăng tốc cũng nhanh. Đây các bạn nhìn nào. Rất là phê. Xe này thì nếu mà theo mình biết thì ra giấy thì khoảng hơn 600 triệu.
quá đã các bạn. Rồi. Rồi, về đây bấm B, à, B là khóa nè, bình thông nè các bạn, bấm B khóa liền, xe rất đã, chạy giống như là mệt vậy đó các bạn. Xe này rất là ok. Ồ, xe này GX6, xe này thì thiết kế rất là đẹp. Đó, mẫu mã thì các bạn có thể, giá cả thì các bạn có thể search Google sẽ có giá cả của cái xe này. Đó, mình thì mình biết là xe này nó trị giá khoảng đó thôi, dưới 1 tỷ đó các bạn. Đó, rất là đẹp, ngồi thoải mái, êm. Đây, nhiều tính năng. Ồ, quá trời, học đã luôn. À, quá đã luôn các bạn. À, xe rất đã các bạn. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy nhớ đừng quên ấn nút đăng ký ủng hộ kênh của mình. Và có những comment chia sẻ thì vui lòng hãy chia sẻ ở dưới cùng với mình nha các bạn. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui khỏe bên gia đình và người thân. Với các bác tài luôn lái xe an toàn trên hết nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Thân ái chào các bạn.